Thưa quý vị, 1.000 đồng hay 2.000 đồng có thể mua được một bữa ăn ngon. Điều đặc biệt đó đã xuất hiện ở quán ăn Nhân Thiện 2.000 giữa lòng thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Những đầu bếp ở quán ăn Nhân Thiện 2.000 vô cùng đặc biệt. Khi hầu như đã ở tuổi ngoại ngũ tuần, cái tuổi đáng lẽ ra được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu. Thế nhưng, họ lại dành thời gian, công sức ở căn bếp nhỏ đầy ắp tiếng cười này. Ngày xưa tôi làm ngân hàng, sau là qua đây là vừa nghỉ hưu là qua đây làm tới nay luôn. Đó, vì công việc thì vừa giữ cháu, vừa làm công việc nhà mà dành thời gian qua đây phục vụ cho quán cơm. Tại vì đó là mình có cái tâm. Quán cơm Nhân Thiện ý nói là coi như những người là có cái lòng hảo tâm, giúp đỡ những người khó khăn, nhân thiện, cái người mà nhân là người, thiện là nghĩa là làm từ thiện, ý vậy. Còn 2.000 tại sao như vậy? Tại vì đúng ra thì chúng ta là cho cũng được nữa, nhưng mà nếu mà cho vậy thì mang tính cách bố thí, người ta sẽ cảm thấy người ta tự ti. Thành ra ở trong cái ban điều hành của chúng tôi quyết định là mình hỗ bán 2.000 đồng để người ta tự trọng, người ta đến đây mang tính cách là mua với bán. Quán mở cửa 5 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thực đơn không bữa nào giống bữa nào, phục vụ 4 món, canh, kho, xào, trái cây. Tất cả được phân chia cụ thể, rõ ràng nên mọi người đều chủ động với công việc, xuất phát từ tấm lòng sẻ chia. Nhân Thiện cũng có nhiều cái hoạt động rất là hay, như đến gõ cửa thăm từng nhà, rồi thăm bệnh các cái người gia đình khó khăn, rồi vận động các cái nguồn làm cầu làm đường, rồi xây nhà tình thương tình nghĩa. Ngoài trên địa bàn thành phố Bến Tre thì cũng còn hỗ trợ cho các địa bàn bạn cũng như ở các huyện trên địa bàn thành phố Bến Tre. Thì với những cái nội dung như thế thì thành ủy chúng tôi đánh giá rất cao về cái hoạt động của quán cơm Nhân Thiện trong thời gian qua. 10:30 mới đến giờ mua cơm, nhưng từ 9 giờ hàng dài người đã xếp hàng. Có những người là khách quen đã vài năm nay. Tôi ăn cơm đây là từ khai trương tới giờ tới nay luôn. Nhưng tôi thấy sức cơm đây ăn là thức ăn vừa ngon mà cũng vừa đủ no để cho mình tăng tải công việc mình đi làm. Dân đây khổ nghèo mà tới đây người ta cũng nhiệt tình, người ta trợ giúp cho buổi cơm sáng vậy đó. Tôi thấy là như vậy đó. Tôi mua đây cũng lâu rồi. Tại vì đây đông lắm. Nhiều khi đến trễ là không còn. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Dù khách hàng là ai, một khi đã đến quán thì chắc chắn đều có một bữa ăn ấm lòng với giá chỉ 2.000 đồng.